trong nghịch cảnh sanh sân khỉ, nổi nóng. Quý vị làm thế nào để mài sạch những thứ phiền não ấy trong nghịch cảnh? Vì lẽ này có cần nghịch cảnh hay không? Cần chứ. Khi không cần sẽ vĩnh viễn chẳng thể mài sạch hết. Nhất là hiện thời chúng tôi có đọc một số báo cáo y học đối chiếu với Phật Pháp. Trước kia chúng tôi chỉ nghe nói kẻ tức giận chính là dần dần tự sát. Đã từng nghe nói kiểu ấy, nay xem rất nhiều báo cáo y học mới biết chuyện này là thật chẳng giả. Sân khỏe tổn thương thân thể nhiều nhất. Phật môn nói là một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Trong quá khứ, khi tôi cầu học ở Đài Trung, thầy đã giảng về mức lợi hại của sân khỏe. Thầy bảo mẹ cho trẻ nhỏ bú sữa, sau khi nổi giận đùng đùng bèn cho trẻ bú. Chẳng đầy vài hôm, đứa trẻ chết mất. Chẳng biết do nguyên nhân gì. Vì sao lại nuôi con thơ hai ba lần mang thai đều là như vậy? Đều chẳng biết. Sau khi nổi nóng, toàn thân đều biến thành độc tố. Trẻ nhỏ bú sữa bị trúng độc. Kẻ là mẹ đâu có biết. Sau này tôi đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao, trong văn sao có ghi chép chuyện này. Tôi tin tưởng lời thầy, những điều ấy đều đã được nói trong văn sao. Liền bảo những bà mẹ có con nhỏ, sau khi đã nổi nóng, tối thiểu là phải sau một tiếng đồng hồ tâm đã bình lặng, một hai giờ sau mới có thể cho con bú sữa. Nếu chúng ta nghe cư sĩ Hứa Triết nói, tôi nghĩ bà Hứa Triết năm nay đã 106 tuổi. Vài hôm trước tôi mới biết bà đã 108 tuổi. Bà quy y lúc 101 tuổi. Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt đã 8 năm rồi. Bà bảo tôi, có người sau khi nổi nóng một trận, để khôi phục bình thường cần đến 3 ngày. 3 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Nổi nóng trong thời gian bao lâu? 5 phút. 5 phút mà phải mất 3 ngày mới có thể khôi phục. Vì thế nổi nóng tổn thương thân thể nhất. Theo báo cáo của một bác sĩ, ông ta nói có một người bị ung thư, bảo người ấy phải thường gìn giữ tâm tình vui sướng, chứ nên có một tí phiền não nào phải thoải mái. Như vậy thì ông ta sẽ có thể khống chế toàn thể căn bệnh ung thư. Suốt 10 năm, 20 năm, ông ta chưa hề vi phạm. Thân thể đã rất bình thường. Đến khi về hưu, đại khái là tiền lương hưu thiếu một chút,
ông ta rất bực bội, rất cáu kỉnh. Vừa nổi nóng một phen, hai tháng sau bèn qua đời, căn bệnh cũ lại phát ra. Những trường hợp như vậy nhiều lắm. Vì thế chúng ta nhìn vào thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Quý vị thấy trong thí nghiệm với nước, quý vị dùng tâm oán hận đối đại nó: tao chán ghét mày, tao hận mày. Vẫn chưa phải là rất cáo kỉnh làm thí nghiệm, xem kết tinh của nước dưới kính hiển vi. Ông ta chụp ảnh cho quý vị thấy, kết tinh của nước rất khó coi, rất xấu xí. Thay đổi ý niệm, ta ưa thích người, ta yêu người, kết tinh của nước hết sức đẹp đẽ. Chúng ta biết thân thể loài người chúng ta 75% là nước. Nếu quý vị dùng tâm yêu thương, dùng tâm từ bi để dưỡng sanh, thân thể quý vị sẽ khỏe mạnh, bệnh tật gì cũng đều chẳng có. Quý vị cũng chẳng bị lây nhiễm bệnh tật. Vì sao? Quý vị có năng lực đề kháng. Thứ gì đề kháng? Tâm yêu thương, tâm từ bi. Vì thế năm xưa chúng tôi học Phật bèn biết tâm thanh tịnh là bí quyết dưỡng sanh. Tâm từ bi có thể giải độc. Chẳng cần dùng thuốc men gì để giải độc, tâm từ bi có thể giải độc. Vì sao thân thể Phật Bồ Tát tốt đẹp dường ấy chẳng dễ bị lão hóa? Chẳng có gì khác, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đạo lý là như thế đó. Chúng ta ắt cần phải học điều này. Đấy là quý vị học Phật đạt được lợi ích ngay trong hiện tiền. Lợi ích ấy có thể tự hành hóa tha. Tự hành là chính mình đạt được lợi ích, hóa tha là người khác và quý vị ở cùng một chỗ, họ trông thấy thân thể và dung mạo của quý vị rạng rỡ, họ sẽ khâm phục, tự nhiên sẽ hướng về quý vị thỉnh giáo. Tôi tham dự rất nhiều hội nghị quốc tế, gần như mỗi lần đều gặp chuyện này. Không chỉ là một người hỏi tôi: thưa Pháp Sư, thầy bảo dưỡng thân thể như thế nào? Chúng tôi liền giảng Phật Pháp cho kẻ ấy: tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm yêu thương, quyết định chớ nên có tâm oán hận. Ăn uống sinh hoạt cuộc sống hàng ngày có quy tắc. Họ biết chúng tôi ăn chay ăn ít, lại bảo họ thức ăn chính là nguồn bổ sung năng lượng cho thân thể này. Thank you.
Yeah.